Hello, xin chào tất cả anh em. Mình admin góc công nghệ đây. Vừa mới ở Hải Dương về. Đây là một cái clip tiếp theo. Hôm nay mình mới nhận được một cái thang nữa. Mình đầu tư thêm một cái thang rút nữa để cho tiện trong quá trình đi làm và các thứ. Thì vừa về đến nhà. Đây, ra ngoài sân đây. Thì được bên giao cho một cái thang này rồi. Đây, một cái thang để sẵn đây, vừa về xe đây. Xe đi làm đây, vẫn nguyên đây. Thang đây, thang đi làm đây. Và túi đồ nghề đây. Vẫn nguyên vừa ở Hải Dương về, vẫn nguyên đây. Và hôm nay là một cái thang mới. Cái thang này thang 6m2. Cái thang này là 4m4 chữ A. Và đây là 6m2 thang đơn. Bây giờ mình sẽ khui thùng và anh em cùng xem. Để xem thang Nikita này xem có xịn sò hơn cái thang Leader này không nhá. Thang này thang Leader ngày xưa này. Thằng này là Nikita này. Giờ mình sẽ khui thùng để cho anh em nào có muốn nhu cầu mua thì lại thêm được một cái tham khảo em nhé. Bây giờ cùng đi khui thùng. Vừa làm về được ship một cái thang mới. Bây giờ khui thùng luôn. Xem cái thang Nikita này có xịn sò không. Năm ngoái là được khui thùng cái thang kia. Cái thang 4m4, con này 6m2. Ưa, nặng thế. Ưa. Nó lại dựng được. Đây, xin là con thang Nikita mua ở trên mạng 6m2 kìa. Mình sẽ bảo nhìn nó nhiều bọc ghê nhỉ. Lần này là thang nó bằng cái dính này rồi, không phải là cái cài như mũ bảo hiểm nữa. Mang thêm cái thang cũ ra cho anh em xem này. Con này mình khui thùng được năm ngoái. Con này cũng nặng, đói là không bê được luôn. Con này dùng được hơn năm rồi. Đây, mà lui gần vào đây. Cái thang này thì nó là bằng cái chốt này. Chốt như mũ bảo hiểm đấy các bạn. Cũng chắc chắn. Đấy. Và chân đế các thứ cũng vẫn như này. Một bên chữ A. Đây là thang chữ A, thang này là 2m2. Mở ra là 4m4. Hơn 1 năm rồi. Giờ làm thêm con kia nữa. Một mình chơi hai thang. Con này là 6m2 này. 17 cân cũng không nặng lắm đâu. Xem nào. Nặng hơn cái này tí thôi, chứ cái này vẫn vác được. Cầm còn dễ hơn cái kia, nó mỏng hơn. Nó mỏng cái kia thôi, cái này đói vẫn bê được. Cái này đói, trông thế đói, cái kia không bê được đâu. Để xem rút nó có trơn không nhá. Cái này cũng trơn này. Ui, trơn lắm. Ui à. Trơn dã man. Đấy. Ui, trơn tuột tuột. Nhưng mà cái ống trên kia hơi nhỏ. Bởi vì nó tận 6m2 là nó phải nhỏ. Có lên được tận mái không ạ? Ui dồi. Ui, xe này trèo lên tầng 2 luôn. Cần gì phải bọc thang, cục thang gì nhỉ? Ui dồi. Vẫn còn chưa hết bọc. Ui dồi. Cao mái. Ui dồi. Lên tầng 3. Lên tầng 2. Vẫn còn chưa hết bọc. Ui dồi. Ui. Ba chụp mới lên. Ui, hiện tại bây giờ cao quá. Cũng còn 3 bậc nữa chưa rút hết. Hết chưa? Sắp lên đến tận tầng 2 rồi. Cho lui ra đây để mình test thêm rồi. Ui. Đói là không lên nữa. Ui, bây giờ mới hết này. Quay nào cho mọi người nhìn hết. Cao vãi. Đây là thang 6m2. Cao gần lên tận tầng 2. Mấy ông nào mà đứng trên kia chắc phải run nữa. Đáy ra quần. Nhưng mà càng cao thì nó càng yếu. Và trong clip này muốn là chia sẻ đến kinh nghiệm dùng cái thang rút này cho anh em nào chưa biết.
Cái thang này anh em mà cứ đi công trình ấy, anh em thợ là biết rồi thôi, còn nhiều khách hàng muốn mua về để dùng gia đình ấy, muốn nó bền ấy thì đừng cho nó bụi rơi vào đây, phải chịu khó lau chùi cái thanh này, khoan tường mà để bụi chui vào đây nhá, mà không phải đi mà đóng xuống luôn ấy, cát nó bu rơi vào đây này nó kẹt đấy, đừng có ông nào dạy cho dầu vào đây nhá, nó rít đừng có cho dầu vào đây, cái lau sạch đi là được, cho dầu đây là vứt đi luôn đấy. Đấy, nó chỉ có dùng thang rút là phải đấy sạch sẽ, gần như là mình thang kia của mình 1 năm rồi lúc nào vẫn rất là ấy, vẫn rất là còn dùng rất là mượt nhá, không cứ là phải thang mới đâu, thang này hơn 1 năm rồi nhá. Lau chùi rất nhiều, nhìn này, các bạn nhìn này. Kéo rất nhẹ này. Nó sẽ nặng hơn thang này bởi vì nó là thang đôi. Rồi. Vẫn rất nhẹ nhàng. Cái này 1 tuần nha, chắc phải lau 1 lần, ít nhất phải 1 tuần lau 1 lần. Đó, đây là thang chữ A. Rồi, 2m2. Kia 62. Cái kia thì cao đến gần đến cái xưởng mình thi công ấy. Cái kia mà chắc là cũng lên gần nóc xưởng rồi gì đó. Bắc dây điện lên đấy được. Cao vãi. Nhưng mà sợ lên đầu nó hơi yếu không? Trên đầu phải có cái tì nó không yếu. Rồi bây giờ như cái thang này, lúc nào phải giữ sạch sẽ anh em ạ, thì nó mới bền được, không là nó kẹt đấy. Cái này nha, nhìn các bạn, mình cho xuống này, hơn 1 năm rồi, nó xuống là mầm. Làm gì có kẹt đâu. Thang cũng dùng hơn 1 năm sập xã luôn. Làm gì có kẹt. Kẹt thằng sao được. Mút hết chưa? Rồi. Đâu không nào. Bây giờ mẹ sư đóng thì đóng ra cái này xuống. Nhưng mà có vẻ nó chiếc mẹ thấy đứng ở cạo này nó không dùng lắm. Nhưng mà trông có vẻ nó hơi ấy một tí. Nhưng mà chắc là đây là để vào ngoái thôi, chứ để vào tường thì nó không thông thiết. Vâng, cái này cao quá thì nếu mà để an toàn cho rút thì là phải. Bây giờ mà rút luôn cái bậc này xuống là sập xuống kiểu gì cũng gãy chốt, là phải lên trên. Rút cái trên trước. Sáu mét là cao, chứ thì ca đã có trần nhà nào cao bằng này chưa? Hơn đi mẹ. Kiếp ai đứng ở nơi tận trên, kiếp càng đứng nó càng nào bé nhỉ? Trên nhà nó xuống rồi. Thôi, tốt tạm thời thì để thu cái thang này xuống nó hơi cao quá thu cũng bệnh. Thế là con xong không chuyển khoản tiền cho người ta đấy. Giả dạ, xe tải. Con vừa đặt mua hôm qua, hôm nay sao luôn. Hàng dễ vỡ. Ui giời. Hạng sập một cái. Này mà sập phát thì nát tay luôn. Đấy. Ai mà to tay vào nó vứt tay đi luôn. Đấy. Xong. Thu cái thang này xong chắc cũng mệt. Đấy, nó chỉ là cái dán này thôi. Nó còn bán cái ốp và cột điện ở đây nữa cơ, là mua nốt. Cái ốp cột điện là thế nào? Nó có cái miếng cao su ở đây nữa, là mua nốt. Sao nó không cho? Tùy cái là kiểu là phụ kiện của thang kiện thôi. Em mua có nhiều tiền không? 1,5 triệu. Thế thì vào 3 triệu rồi. Thế chị mai ẹ. Ê, rồi, xong rồi. Chào tất cả các bạn.